sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giê-xu. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse. Trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây một chinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giê-xu. Suy niệm: ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì? Phải chăng Ngài đến trần gian để mang cơm bánh cho loài người? Không, vì trước khi Ngài sinh ra, loài người đã có cơm bánh, và sau khi Ngài sinh ra, hơn 2000 năm, con người vẫn thiếu cơm bánh. Phải chăng Ngài mang văn minh và khoa học kỹ thuật cho nhân loại? Cũng không, vì trước đó một số quốc gia đã có khoa học kỹ thuật cao như Ai Cập, với những kỳ quan kim tự tháp, hay nền văn hóa rực rỡ như Ấn Độ, Trung Quốc. Vậy thì con Thiên Chúa đến trần gian để đem lại một điều mà con người không thể tự mình làm được, đó là ơn cứu độ, sự giải thoát, tội lỗi, sự chết, sự giữ và những xiềng xích trói tay cột chân con người. Chỉ có Thiên Chúa mới giải phóng con người, đem lại hạnh phúc bất tận cho con người. Bạn nhớ rằng con Thiên Chúa không nhọc công làm người để đem lại điều con người tự mình có thể làm được. Ghi nhớ điều này sẽ giúp bạn trân trọng Chúa Giê-xu và ơn cứu độ Ngài ban tặng cho bạn, để bạn góp phần dẫn đưa người khác đón nhận món quà cứu độ ấy. Sống lời Chúa. Năm 1995, người ta đã dựng một cây Noel bằng bạc khói, treo 153 viên kim cương trị giá 3 triệu đô la mừng lễ Giáng sinh. Bạn không cần cây Noel, nhưng bạn có thể dâng lên Chúa hài đồng điều đẹp lòng Ngài hơn cả. Đó là tâm hồn của bạn và nỗ lực mỗi ngày để tâm hồn bạn trở thành máng cỏ êm ái cho Chúa ngự. Cầu nguyện: quỳ trước hang đá và sốt sắng hát bài, hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Amen. Sinh ra đời nằm trong hang đá, nơi mang lửa trong hang bê lem, ánh sáng tỏa làng tưng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát
ra chốn giang trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân làm than. Nơi hang Bethlehem thiên thần dương ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa làng tinh bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn hát chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân làm than. Nơi hang Bethlehem chiên lửa thơ hơi. Tan rã đêm đông ấm thân con người. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa làng tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn hát